Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại công trường thi công nhà chị Dính cũng như là làm tuyến đường giúp bà con ở Tròm Bản ở dưới chân vực này. Và ngày hôm nay thì vẫn tiết mục Long sẽ mua thức ăn vào để cho bà con ăn lấy sức làm đường, cũng như là có một cái món quà rất là lớn dành cho tất cả bà con ở dưới bản này. Thì xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long trong số ngày hôm nay để chúng ta sẽ đến với bà con nhé. Thức ăn hôm nay thì Long tiếp tục mua thịt này, mua đậu, mua cá khô và mua rau, kẹo bánh cho các cháu nhỏ nữa. Hôm qua thì anh em đã lát xong lên rồi, hôm nay thì sẽ chát lúc cái hồi còn lại. Nhau dông. Hôm nay có nhân vật mới à? Chị Dính gùi bột đá đi ấy à? Đi giải ở ngoài hành lang nhá. Quá. Nhô vô. Xin chào. Em cầm gói bánh này cho con, cho mấy con trong này. Đấy, gói kẹo ấy, bóc ra cho các con. Thức ăn này, thức ăn làm đường này. Để ở đâu? Bà xách cho con đấy. Xách vào trong nhà, để vào trong nhà này. Thức ăn làm đường. Đây, bóc. Bóc kẹo ra lò thà nhé. Hôm nay buổi sáng ngày hôm nay là một cái phiên chợ nhỏ ở bên ngoài kia. Phiên chợ đấy thì bán không đầy đủ các thứ đâu, chăn chiếu các thứ không bán, người ta chỉ vào đi người ta bán những cái đồ linh tinh. Chắc bà con đi ra chợ nó chiếc một tí, tí nữa về thì mọi người sẽ tập trung làm đường. Chợ bé tí, chợ cóc bán ít rau rồi ít cái đồ cuộc sống hàng ngày thì bình thường, chứ chăn chiếu các thứ nữa không có. Anh Quân ra đây nghịch đá vậy. Ra đi không làm kịp à? Vâng, phải sửa đi đổ nó mới bằng phẳng. Rồi cũng sẽ nhờ anh em kỹ thuật xây dựng là sẽ đổ tràn hết ra đến đây luôn. Đường mình làm trong này rồi đổ ra đến đây luôn, để sau này còn sinh hoạt hay là làm cái gì củi già rồi đủ các kiểu ở đây hết được. Đây anh Quân cũng chát bờ bò, các thứ nó phẳng phiu hết rồi. Tôn cái nền lên xong đổ tràn lên đây cái ra là đẹp. Chiều nay chắc có đổ anh nhỉ? Anh đang đi đấy, đi gọi chú để thấy chú vào đây mà. Em đi qua tí nhé. Chiều nay anh đổ hết. Vâng. Chút này đổ lên là bước lên là vừa thôi nhỉ, không cao đâu nhỉ. Bước lên mình đổ lên phải lên tầm khoảng 3 phân rồi. 3-4 phân rồi. Đây chân tường thì nó cũng chọn cái loại gạch sáng hơn nền nhà một tí cho nó nổi cái nền. Ốp gạch cái ốp chân tường cái thứ vào đẹp đẽ rồi. Rồi, ngon lành gạch đào rồi các bạn ạ. Một lát nữa thì đội khung nhôm cửa kính vào, người ta sẽ đo cửa và đo xà cổ, tính toán mét vuông tôn các thứ. Chát cái dòng này thì chát tầm đấy xuống thôi anh ạ, không cần phải chát hết đâu. Vâng, vâng, lấp vào nhìn cho nó sáng sủa, cho nó nhẵn nhụi thôi. Trong đấy thì cũng không có quan trọng lắm đúng không? Vâng. Cái này thấp quá không anh Quân? Cái này thấp quá, tắm rửa nước nó tràn ra anh. Không, nó vẫn, nó ấy thì... Bê lên cho em tí. Ốp gạch đá hoa viền vào đây hay gì? Ừ đúng rồi. Để giấu cái này đi đúng không? Anh Quân này, ví dụ như cái gạch này mà mình ngửa lên, này được không? Nó có ăn xi không? Mặt trơn này nó ăn xi không? Được, nhưng mà nó thứ nhất là nó có cái gì ấy vào thì nói lắm, nó không nước hơi thiếu thì mình làm cái này thì mai kia nó cũng bẩn hết. Nó sẽ bẩn đúng không? Nhưng mà vào thì như mình thì phát ở đây thì phát. Thì cái mày nó có ma sát quá nó sẽ bẩn đúng không? Quá bẩn luôn, nó bám vào đấy, đất nó bám vào đấy. Vâng, thế thì thôi anh ạ. Bởi vì là có cái chỗ này thì chưa đầy 2 mét vuông thì cũng chả nát làm cái gì cả. Bệ trên thì anh ấy cũng nát rồi các bạn ạ, nát thì nhìn cho nó sạch sẽ thôi. Còn bệ dưới này nếu mà nát thì nó khá là trơn, bởi chỗ dưới này mình tắm giặt nước non xong là giặt rũ, xà phòng, xà phiếc các thứ ấy. Tôi thì láng lên thôi, láng xong xoa cho nó giáp giáp vào tí, có ma sát để cho đỡ trơn các cháu được, không quá quan trọng. Ốp thêm cái này lên tí cho nó nhìn cho nó đồng màu với bên ngoài này là ok nhá. Yeah. Chứ còn 4-5 viên gạch loại nền kia thì chả bỏ gọi. Một hộp cũng dở mà 2 hộp cũng dở. Thì anh làm từ giờ đến đấy thì chắc là không làm đấy, và chỉ sáng nay là chiều là tổng động viên là đổ nền ngoài đúng không? Là xong đúng không? Thì là hôm nay là xong là rút quân đấy. À. Cái này anh đều, vâng. Về anh hôm nay anh em tổng động viên là rút quân. À, đội kỹ thuật xây dựng là sẽ rút quân. Thì anh cứ xây cái này 2 liệt à? Vâng. Thì đấy, cái này thì nó ngoài cái chỗ thụt thò thì thế nào, hay là lấy đường thẳng? Lấy đường thẳng thôi, cứ lấy từ mép bé nhất thì lấy đường thẳng thôi. Chứ em hôm nay em tính với bác ấy thì mà nếu mà xây vòng cung thì cũng xấu, mà xây giật 2 cấp thì nhìn cũng điêu. Thôi thì cứ cái chỗ bé nhất mình đả, càng đả sâu vào trong này nó càng chắc. Thì tầm này là được rồi, cứ chéo từ kia ra đến đây, xây cho em 2 hàng gạch đứng, gạch nghiêng ấy, và gạch đứng, gạch nghiêng để em bắn thêm cái B40 cũng được, mà không thì để tí đội kỹ thuật khung nhôm cửa kính vào xem là cái bắn cái loại nhôm vuông xem nào cái nào ổn hơn thì làm cái đấy. Bắn được cái nhôm vuông kia thì nó đẹp hơn. Chào các bác nhá. Hôm nay anh em là chuẩn bị được về nhà với vợ với con rồi nhỉ. Được gọi là cắm bản là được bao nhiêu ngày anh Quân nhỉ? Được 15 ngày không? Nó dính mất 4 ngày mưa, 5 ngày mưa nhỉ? Không, nếu mà tính cả ấy nữa thì tuần này nữa là vào tuần thứ 4 đấy. Tuần thứ 4 gì à? Tính cái không làm vào tuần thứ 4 đấy. À, bởi vì đâu? Hôm nay nó được dính mất mấy hôm đám với mấy hôm mưa đúng không? Khoảng tầm 18 19 ngày gì đấy. Vâng. Đẹp đẽ ngon lành rồi nhà. Đấy. Sáng nay dù gì người hoàn thiện phần chát này, xong là chiều thì anh em làm láng trong hôm trước anh em mình bàn với nhau là 600.000 1 mét nhỉ, cả ốp lát các thứ anh Quân nhỉ, thì là 55 mét vuông đúng không? 55 mét, em tính là 55 mét nhân với 600 bằng 33 triệu. 33 triệu thì em cũng xin ông bà quý cô bác anh chị giúp đỡ gia đình chị Dính là nếu như mà anh mà xây giúp em cái hàng kia xong đổ lên láng lên đẹp đẽ đi thì em xin ông bà thưởng nóng cho các anh em kỹ thuật xây dựng 2 triệu nữa là tròn 35 triệu. Thì 2 triệu đấy thì anh em chia nhau được, mà anh em tổ chức bữa liên hoan cuối cũng được. Chứ gia đình thì cũng khó khăn, bát đũa cũng chẳng đầy đủ anh ạ. Thì anh thông cảm cho gia đình là gia đình cũng không mời cơm anh em kỹ thuật xây dựng được. Thì em xin ông bà 2 triệu đấy thì tặng anh em, thì anh em có thể là chia nhau hoặc là nấu nướng gì liên hoan giúp em với nhá. Thì là tổng 35 triệu anh nhá. Thì tối nay bác lấy cũng được mà, lúc nào bác lấy thì bác bảo em. Vâng, vâng, ok em. Vâng, em vẫn về đấy mà. Thì lúc nào anh cần thì em cần tiền mặt thì em đi đổi xong là em gửi nhá. Để thì hôm nay cố gắng tổng động viên xong là rút quân. Ui, khỏe quá chị Dính ạ. Tranh thủ bà con đang đi chợ thì chị Dính ở nhà làm những cái việc ở nhà đi, xong là tí bà con về cái là làm đường thì sẽ xuống lại tiếp tục làm đường. Cái cún này là cháu hay là gì anh em nhà đây hả chị Dính? Con của cô à? Ừ, anh em nhà đây. Thế gùi cái này để nặng lại nhỉ? À, nặng như thế à? Em từng gùi lên vai. Nặng đấy. Bây giờ mới lên vai hả? Em vẫn phải lên vai quá. Ui, nặng lắm. Gùi nhẹ nhẹ thôi chị Dính ơi. Nặng lắm. Mỗi cái gùi này phải rơi vào 35-40 cân. Nặng đấy. Làm vừa thôi, không làm xong cái nhà này ốm mới khổ. Chị Dính gùi để đổ san hết đây cho bằng phẳng đi. Để còn chiều nay anh em tổng động viên cái là đổ hành lang, đổ sân bên ngoài này, gọi là cái sân thôi nhưng mà nó bé tí đi. Dạ. Anh đổ tràn hết cho em với. Không, bảo xây gạch đây. À, xây gạch thì xây hết cái chỗ cao rồi thôi anh ạ. Chỗ nào thấy nguy hiểm phải xây vào. Xây, anh xem gạch xem có đủ không? Xây hai hàng có đủ không? Gạch thì lại thừa. Ừ, thế thì xây hết ra đến đây giúp em với. Anh cứ xây gạch ra đến đầu này xong anh mượn cho em ít ra đây cho nó vuông vào. Rồi đỡ chờ cái đầu ra được. Bắt mỏ sang vâng. Đến chỗ này rồi bắt đấy. Bên kia thì anh bắt mỏ sang bên kia thì bắt khoảng 1 mét thôi, còn để đi xuống chuồng dê. Còn bên này anh bắt nhìn cho nó hợp lý cho em được. Còn mấy tí nữa khung nhôm cửa kính đến thì tính toán bắn đến đâu thì bắn. Cố gắng xây vào xong bắn nó cao lên để chắn cho trẻ con nó chơi nó đùa nó đỡ rơi, nhỡ chẳng may xảy chân ngã vực này cái to. Vâng. Vâng, thì anh giúp em với nhá. Còn chỗ này thì đổ tràn hết ra đây luôn. Chỗ này phải tăng cường, chắc cũng bảo Dính thì nó đổ bột đá các thứ vào nhiều tí, cao lên tí. Làm thế nào cho cái chỗ này nó cao lên tí, nó đỡ trơ cái này ra này. Hoặc nếu chỗ nào trơ thì bác biết cho em ít xi rồi. Nhìn cho nó nước kia có thể nó đỡ ngấm vào chân móng là được. Ê, đây ai về trước thì làm trước, ai về sau làm sau đúng không? Đây, mọi người làm rất nhanh luôn các bạn ạ. Xếp ra này. Hôm nay lực lượng thì hơi mỏng một chút bởi vì là còn chia nhau đi chợ các thứ nữa. Đây các bạn nhá, vì cái nền móng là có những cái chỗ đất nó yếu thì bà con đây là ông yêu cầu bà con là xếp đá hết như này. Đây các bạn nhìn thấy một màu trắng rải dọc xuống con đường này chưa? Làm hết như thế nó mới chắc được. Mọi người chưa về hả em? Chưa. À. Thế tí nữa là đi chợ về xong về đây là cùng làm cái gì? Làm anh mua thức ăn kia xong là lại nấu cơm ăn như bữa trước nhé. Hôm trước nhé. Thì đợi mọi người đến đầy đủ đi thì Long sẽ báo tin vui cho tất cả mọi người. Súng cũng đi ra ngoài kia hả em? Cũng đi ra ngoài chợ đấy gì? À. Tụi anh nói chuyện này. Giang đó quá ta xin à. Hãy subscribe cho kênh Về Miền Tây Bắc để không bỏ lỡ 40 đấy. Bóng gì không? Không được. Có chi chứ hả chị con này sạch gì nó đấy cho con này nó gì. Yo nó mà nó chặt chia đó những cái gì mà cái gì nó sẽ chở vô. Đấy nhớ sợ lốt tông này ở lốt tông đẹp đây. Nhèm đây chưa lá chơi là. Chứ chơi là. Anh này biết là trà sữa là tạo một cái thau đấy bé. Giờ con đừng xem chỉ có đến một chỗ con. Sao có người chồng luôn. Tất cả kia bốn đứa rồi bị đánh đi. Tôi cho xem tôi chỉ tụi bé nó là còn này không thể ra ra, này hôi chầm lo tọt khó cái này. Con này đồ bị đại sĩ mà muốn chỉnh sửa. Không, con đi cắt trái đang cắt bằng mũi. Chị nói ra nè. Chị sợ con to mà nó đến giá to mà chị nhớ nhớ nè. Chứ thế nó phải ngon. Con này có tí sợ, có trong lon nước tại có gì cũng sợ. Nhưng thế thì nó phải giờ chọn, nó chăng to giờ. Nó, giờ chọn khen luôn đã. Giờ thì nó có hiểu con nó. Rồi thơ cháy rồi một nhìn đuối lũ. Tại tôi trên thấy đúng tốt không á chị xem. Ai chứ là che à. Tôi tiệm tối chẳng là chạy nhé. Có tí mà họ cho bác tí nó vẫy giờ thì kem đã tốt không kịp tạ có không có này. Mà chết đi nó cũng chết được rồi, chết thì nó càng về. Ê, chuối chuối chè. Giờ này bé chuối. Giờ thì nó chuối thì mà chuối cái lại nó chết rồi. Chuối đi cún à. Bái lòng nó tắt. Còn cái nó ta không muốn. Có lù chít bao là ấy cho nên chuột đi chuột hay cho nhỉ chít nữa này có cái là nó cái đó cái để nó nắng để chứ tôi có được cái này cho một cái đã để cái để này chưa để đi ra cái này chít đấy rồi. Ngồi chế đi. 11:41 rồi các bạn ạ. Giữa trưa rồi. Thì bà con lên trên kia nghỉ ngơi một chút. Thì hôm nay Long cũng thông báo một cái tin cực kỳ vui cho toàn thể bà con ở dưới này, 11 hộ gia đình làm tuyến đường này có một tin rất là vui dành cho bà con, cũng như là nghỉ để ăn cơm trưa thôi yeah. Mệt không? Mệt đấy. Mệt đấy. Anh à, biết mệt thì biết nói đấy nhỉ. Đi chú ơi. Tất cả mọi người lên ăn cơm đi. Đi anh ơi, lên lò mó đi. Lò mó. Anh hôm nay đông vui như này phải làm tí hầu chớ chứ nhỉ. Em đi, ăn cơm đi. Đây cái tuyến đường giáp đá này rất là ok rồi các bạn ạ. Đấy, chỗ nào đất yếu là bà con gia cố mà. Chị Dính thì vẫn đang miệt mài đập đá các thứ này để đổ nền cho nó sạch sẽ. Lò mó này, Dính ơi. Lò mó đi. Lò mó. Dính. Anh Quân ơi. Anh Quân ơi. Ôi, anh em chưa nghỉ à? Bác kỹ thuật xây dựng thì vẫn chưa nghỉ này. 12 giờ rồi anh ơi. Nấu cố cho khỏi cháy à. Đây còn cái chỗ này với các bác cũng phải xoa lốt đi, sợ là nghỉ trưa nó cháy mất. Bởi anh em xoa lốt xong lên trên kia ăn cơm với cả bản. Đồ vui. Ok rồi, lên xem nào bà con cơm nước đến đâu rồi. Xuân, Xuân xinh gái. Đi đâu đấy? Đây các bạn nhìn mọi người làm đường xong rồi lên trên này ngắm nhà chị Dính này. Cả làng không có nhà nào đẹp như này cả các bạn ạ. Ở đây xây thì họ chỉ xây thô bình thường thôi, không ngăn phòng và cũng không chát, không nát nền, không lợp mái tôn. Đó. Nên họ nhìn thấy cái nhà như này họ rất là tò mò, họ rất là thích. Đi chị Dính ơi, đi mổ chế đi, em có câu chuyện nói chuyện với toàn thể mọi người. Này, gọi tất cả mọi người lên đi. Nhà đẹp quá các bạn ạ. Về tường bắt đầu nó khô rồi này. Tường khô này nhìn trông đều màu rất là đẹp. Có kinh phí mà sơn vào nữa. Sơn thì cứ khoảng 4,5 triệu, 5 triệu các bạn ạ. Nếu mà có đủ kinh phí thì Long sẽ làm luôn. Nhưng mà hiện tại thì chắc là phần sơn thì vẫn còn hơi thiếu các bạn ạ. Đi vào nhà đủ chưa ạ? Ôi, chào ông bà, chào các chú nhá. Siêu đầu bếp. Ôi, bây giờ mới thái thịt á. Ôi, tưởng nấu sóng rồi mới gọi bà con lên ăn. Ở đây có bao nhiêu hộ gia đình rồi Súng? Hả? Không, tức là 8 à? 8 là 8 hộ gia đình. 8 hộ gia đình thì anh sẽ phát quà trước, còn những hộ gia đình kia đến 9 nhà. 9 nhà với cả chín nhà với nhà anh ấy với nhà anh kia thì xong rồi, 2 nhà bên kia thì xong rồi, còn 9 nhà ở đây đúng không? Rồi. Bây giờ một tí thì bắt đầu làm chơi rồi chứ anh. Cứ làm bình thường. Thưa với toàn thể các chú, các cô, các chị, các anh là như này. Thì sau cái sự nỗ lực của bà con toàn ở thể ở dưới Tròm Bản, ở dưới vực kia, hăng say tích cực trong cái vấn đề mở đường và làm đường cho chúng ta, thì các quý hảo tâm trên kênh Về Miền Tây Bắc, đó, là cô Mỹ Linh ở Mỹ có gửi về tặng cho toàn thể tất cả các hộ gia đình, là mỗi hộ gia đình sẽ được 300.000 đồng tiền mặt, là 3 hộ gia đình. Đấy. Ngoài ra là sẽ còn 4 triệu đồng nữa là sẽ chia đều cho tất cả các hộ gia đình, để sau này các hộ gia đình là ra chợ thì A Long sẽ mua chăn, mua gối, hết số 4 triệu đồng đó để tặng cho tất cả 11 hộ gia đình. Đấy, Súng tí nữa phiên dịch lại cho bà con giúp anh vậy. Là hiện tại là hôm nay là mỗi bà con, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 300.000 đồng tiền mặt, để là cái động lực tinh thần để bà con hăng say cố gắng làm được. Đó. Thì em nói luôn đi, em nói luôn đi. Cho cha rồi giờ chúng này cho này bắt luôn này tí lần cái mua cái con gì thì mua cho bây giờ chơi ok cho để giờ thì cho nhờ cái mua cho bây chết mấy rồi chết chết rồi chỉ bao mấy hôm đầu mà cái mấy con này cũng thì phải bây giờ để cho cái tài này các giờ thì phải không cũng thì cái cho mà nên cho để ấy lệnh ý tủ ấy lệnh lo chợ. Đây là món quà để động viên tinh thần bà con làm đường, Còn về những suất quà của những gia đình mà hiến đất ấy, thì chúng ta chưa nói đến trong ngày hôm nay. Thì cứ để tuyến đường mình làm hoàn thành đi, sau là mình sẽ có một buổi tổng kết để nói về vấn đề đó sau. Còn riêng gia đình chị Dính là 300.000 đồng này thì em sẽ không có đưa tiền mặt cho chị nữa. Mà nhà mình được làm nhà cũng như là chăm no các thứ, là ăn uống cùng bà con ở đây rồi. Thì 300.000 đó thì sẽ mua quần áo cho ba con, chứ không có đưa tiền mặt cho chị Dính nữa. Đâu ạ? Những hộ gia đình nào xuống chỉ cho anh với. Là ở đây 9 hộ đúng không? Chú là một này. Đây có một nhà đây nó là 9 hộ thôi đấy. Còn đây đây, từng nhà một, chú đứng đây con tối quá con chả nhìn thấy cái gì. Đây là chú hiến đất nhiều nhất đây. Thì quà này là 300.000 tặng chú ạ. Chú cầm lấy giúp con ạ. Chú cố gắng nhá, cố gắng cho vợ, cho con, cho cháu đi làm đường nhá. Một nhà. Rồi được rồi chú ạ. Anh nữa đúng không? Anh này là vợ đi làm à? Vâng, vợ đi làm. À rồi chồng nhận được, vợ nhận được. Nhà nào nữa? Nhà anh này à? Anh cầm giúp em với. Đấy thì nói chung là cứ nhận, xong là đến lúc đến lúc làm đường thì là chồng làm cũng được, vợ làm cũng được. Ba nhà này, anh thái thịt này nữa à? Anh thái thịt này. Đút túi quần nhá. Đút túi quần, đút sâu vào. Một tí cầm nhầm vào cái gì chết dở. Rồi, làm tiếp đi anh. Nhà nào nữa? Nhà này. Nhà xây. Cho nhà cô. Nhà cô Dính thì là sẽ mua quần áo cho con, không đưa tiền mặt. Nhà chị Dính được nhiều rồi, nhiều tiền mặt rồi. Em đúng không? Em nhà xây đây đúng không? Từ nhà xây thì bà con đầu lướng hết ở nhà em này. Bắt tay gái. Ok, cho xây. Đây, em biết nói tiếng phổ thông đúng không? Thử nói cảm ơn xem nào. Đấy thế nhỉ. Đây. Tặng cho mấy mẹ con cố gắng làm đường nhá. Sau xanh. Nhà em luôn này. Xuân đâu rồi? Nhà súng này là nhà Xuân đây đúng không? Đây Xuân này cầm đấy này. Cho mẹ đi. Cho mẹ mẹ là chủ mà. Chủ nhà. Là chủ nhà mà mẹ. Rồi được rồi. Súng là có phần riêng. Rồi. Cho này nhà. Có nhận nào được tí đấy. Đâu nhà nào nữa? Đây, cho này mình nhà. Đây cầm đấy, em cầm đấy. Đấy là nhận tạ chị của em. Rồi, thế là đủ 9 nhà đúng không? Vâng, đủ 9 nhà. Đủ 9 nhà, còn 2 nhà nữa thì mai anh gặp anh sẽ đưa sau. Ok. Hả? Không. Xong rồi đúng không? Xuân lên ra anh nhờ tí. Đấy. Súng. Đây thưa với bà con là nói chung là gia đình nào cũng khó khăn và ai cũng cố gắng cả, nhưng mà có những gia đình mà sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi gì. Cũng như là ví dụ như làm nhà chở nước này thì Súng không bao giờ đòi hỏi một cái câu gì cả. Thì các quý hảo tâm trên kênh là rất là thương em Súng này, chở nước để xây dựng nhà công trình cho nhà chị Dính. Thì hôm nay Súng và Xuân sẽ nhận được thêm 1 triệu đồng nữa. 1 triệu đồng này là không liên quan gì đến làm đường nhé, mà là chở nước để làm nhà nhé. Nên là các bác là cũng phải hiểu rõ để không ti lạnh nhau. Chứ không thì thấy người cho 300, người cho nhiều hơn thì lại ti lạnh. Phần 1 triệu này là tặng cho em Súng với em Xuân. 2 vợ chồng là chở nước để làm công trình, cũng như là ví dụ anh Long mà chở vật liệu vào ngoài kia là ra đậy điện rồi trông coi, ngủ ngoài đấy trông vật liệu các thứ. Nó không liên quan gì đến làm đường cả, nên là bà con phải hiểu nhá. Em cầm đấy. Cô Mỹ Linh ở Mỹ tặng 2 vợ chồng. Cố gắng nhá, có việc gì anh nhờ giúp anh với nhá. Đấy, còn đây là 30.000 là của A Long. A Long là không có tiền, A Long chỉ có 30.000 của A Long thôi. Vỗ tay. Rồi ok, em nấu cả cơm ăn cơm kìa. Long hôm nay có mua hơn 800.000 đồng tiền thức ăn, nhưng mà bà con lại bàn bạc với nhau lại chia nửa các bạn ạ. Trưa ăn 1 nửa, tối ăn 1 nửa, bà con không làm. Thì mình là mua tất cả đấy để làm 2 mâm cho rộng rãi. Bà con lại tiết kiệm để dành bữa tối. sẽ ăn cùng nhau cả tối cả sáng cả trưa. Thế cũng được. Anh định bảo ăn trưa thôi còn tối mọi người về nhà cho chủ động, nhưng mà thôi ăn thế cho tình cảm cũng được. Ok. Thế lò mó đi chú ơi, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Anh ngồi đây, ngồi đây. Anh cứ nhìn này đi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi chung và quây quần cho vui. Ngồi quây quần cho vào cho vui nhỉ. Dùng đâu? Nhẹ cơ xuống. Có thìa dùng thìa, có tay dùng tay mà. Cảm ơn chú nhá. Đây nha. Để mai mua thêm mấy cái thìa, mấy cái đũa vào. Tuổi trẻ sông pha, tuổi già gương mẫu. Này chú trước. Cảm ơn chú. Chú hầu đi. Rồi xong rồi cháu uống sau. Anh em uống đi. Khỏe chú nhé. Đi mấy tao mà. Này. Rồi, em cháu mời cô chú nhá, và anh chị nhá, sức khỏe nhá. Ăn thôi nhá. Vâng, làm ly rượu, rượu ngô, rượu gạo đây à em. Đây à, lặng anh nhỉ. Cô nè, cô này tè nè. Mẹ mẹ. Trên này thì không có nó gạo. Rượu này cũng nhẹ thôi. Không nặng như kiểu bên Lào Cai. Cái rượu thì mình... Ôi, chú rượu bên Lào Cai nặng lắm. Uống cháy cổ. Cái quần chùa món thế đã ít thiết của phải nó mà. Súng đi, súng uống với anh ấy đi. Đấy, đây, hai anh em chưa được uống. Đấy, cứ mời từng cặp một này uống vui để chế độ. Ăn đi chú ơi, lò mó đi. Em, lò mó đi, anh ấy dùng tay cho nó hoành tráng. Mai nhớ mua mấy cái thìa. Mời mọi người đi. Nam gọi là một cục bánh mén ăn. Ăn này có khi này mút mút tay mặn mặn này ngon đấy nhỉ. Ôi đấy. Răng mải cười, rơi cả bánh mén. Thì ở đây đang trêu rồi. Tôi có ba tiền luôn thì em chia trở ra ba tiền mua trở đó nè, ba tiền đầu ba tiền nó chết nhá. Thì mua đi, luôn đi trở ra. Luôn thì chỉ trở luôn là. Thế là sáng rồi chứ chỉ mua đi nạc mà trở ra. Mấy chị em ơ. Làm cái. Ôi giời. Uống cái cho nó tưng bừng như nó máu lửa. Đây đây, đây hai chị em. Đấy, hai chị em ngồi gần nhau. Làm tí rồi gì. Thôi đi. Ăn đi chú ơi. Dùng đi, dùng đi. Dùng đi, dùng đi. Ăn một lớp. Ăn đi ăn đi. Ôi rồi, phải lấy bát riêng cho anh ăn cùng bà con được mà. Không anh không ngại đâu. Đấy là cũng là cùng bà con mà. Không đấy thì cũng cùng bà con. Rồi, uống đi uống đi. Xuân Hồ uống à? Cái nồi là, nồi nồi này. Trời trời xem nào mà. Mọc téo này thì mọc téo rồi cháu chỉ yếu thôi á. Nó chỉ nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi. Nó là nó mà. Nó mà. Nó ngủ hả? Nó mà chỉ nhỏ. Nó ngủ. nhớ mũ có thì phá được tiền đấy chỉ bỏ chứ lúc đấy là nhớ chỗ nào cũng mà tao đúng một gì đó chi đó ăn điện rồi dùng tí đi em ngồi gần vào ăn tí đi thế thiệt đấy ăn đi mai để anh nhớ anh mua thêm thìa các thứ vào. Họ lên bác sĩ bao giờ bé thế nào bác sĩ thế? Này cho bác thảo kem giá của tao đâu là để đây cho nào? Ăn đi. Cứ ăn cứ ăn. Súng kìa anh. Ôi rồi anh uống chén rồi. Tôi vừa uống vòng này rồi bây giờ uống vòng kia thì sánh lắm, uống liên tục này. Uống đi để chúng đây vẫn câu tuổi trẻ sông pha rồi già con bẫu. Chú ít tuổi hơn anh uống trên to anh có tuổi hơn trên bé. Uống đi em ạ. Vâng. Ok nhá. Em tên là gì nhỉ? Anh hãy quên này. Pấu à? Chúc Pấu sức khỏe nhá. Cảm ơn em. Đấy, vì bà con xong là hiến đất cho bà con này rất là tuyệt vời. Trẻ nhỏ đâu hết rồi, đi học à? Chắc là tối về mới đông nhỉ? Còn anh Chiến. À thôi. Em uống riêng với từng người cơ mà em bò về. Ôi em biết vâng. Cũng có cái gì nó anh cũng cao thông cảm. Ôi, em biết tình cảm của bà con là dành cho em thôi chứ bằng này mười mấy người mà mỗi người uống với em một chén thì em ngủ đây nhá. Đi cũng được. Anh tên là gì? Tên là Sòng Sệt Cớ. Cớ à? Anh Cớ à? Em chỉ nhớ được tên anh Cớ nhỉ. Anh Cớ. Em cảm ơn anh nhá, chúc khỏe anh nhá. Cái số tuổi mà. Tôi cảm ơn anh. Tài cái. Vâng. Ăn đi, dùng đi anh em mình. Thôi không mời riêng cháu ở đâu nhá. Mày đây mời anh á Súng. Tí à. Chúc anh sức khỏe. Buồn thực thế này thì. Sau mà đi giúp tỉnh nào hay là sáng nào thì. Không, nhưng bởi anh sau đây làm ở đây xong là thi thoảng 1-2 năm nửa năm thì về với mọi người chứ để chơi em, rất là vui. Bây giờ thì anh Sống với lại anh Long về giúp mọi người bà con ở đây thông cảm rất là thông cảm cho hai anh. Ok rồi. Chúc anh Long sức khỏe em. Anh cảm ơn nhé. Xuân uống hộ anh tí Xuân này. Hai vợ chồng uống nhau đi. Thôi cháu xin phép với nha chú nhá. Chứ uống với mỗi người một chén là muốn uống mỗi người một chén nhưng mà khả năng là không cho phép. Thế là con say ở đây là con này hay nói nhiều. Thì là thôi nhá. Mọi người uống thoải mái ăn cơm đi ạ. Ăn đi em ơi. Ăn đi anh gắp cho rồi mấy khi. Xa gắp cho nhau một tí cho tình cảm. Cho tình cảm. Chú ơi gì mà chú. Ôi thì trêu thôi. Thật trêu đấy. Không uống nữa đâu. Chú với cháu rồi này. Vừa chả uống. Thôi. Em chúc chú sức khỏe rồi. Cảm ơn. Này vợ chồng mày lại bàn nhau quây anh rồi. Thôi đi về chỗ. Rồi anh cảm ơn tình cảm của Xuân nhé. Anh xin phép anh uống thế thôi. Tí anh còn đi đường xa về thông cảm cho anh nhé. Uống đi. Mọi người uống thoải mái đi, vui đi. uống xong giữ gìn sức khỏe tí nữa, đập đá các thứ. Uống 1-2 chén cho nó vui thôi, chứ buổi trưa này mình uống và xong tí nữa cầm xà beng rồi cầm búa ta đập đá nó hơi nguy hiểm. Buổi tối thì uống nhiều hơn một tí. Buổi sau là mình đi nghỉ ngơi, là đi ngủ. Tí học này. Bữa này xong này mình dậy cần đi làm. Thì ăn cơm như này có tí hẩu chớ vào tình cảm nó vui hơn nhỉ. Xong là như này các chú các cô các anh các chị nhá, tức là cháu thì cháu vụng về trong cái việc ẩm thực nấu cơm đó, ngoài kia thì có mỗi thịt lợn để mua vào thôi. Thì mà bà con anh chị các thứ là có muốn ăn món gì hay như nào, hay ăn rau loại gì các thứ thì bảo cháu, thì cháu mới biết để cháu mua vào. Còn hôm nào mà cháu không vào được thì cháu sẽ nhờ em Súng này em chạy ra chợ để mua. Thì mọi người cứ muốn ăn gì hay là uống gì thì bảo nhá. Thế buổi chiều ngày hôm nay thì là công việc của nhà chị Dính là về phần xây dựng, là buổi chiều ngày hôm nay sẽ đổ sân, đổ hiên, các thứ là xong hết trong gói gọn trong buổi chiều ngày mai. Thì cũng chăm sự nhờ toàn thể các chú, các anh, các chị là ai làm đường thì mình vẫn cứ tiếp tục làm đường. Còn sẽ phân ra một vài người là giúp chị Dính đổ cái sân, đổ anh ạ, đổ cái sân cho nó xong hoàn việc xây dựng. Tức là hết buổi chiều ngày hôm nay là đội kỹ thuật xây dựng là tức là kiểu như là đuổi, gọi là đuổi thợ đấy, là họ sẽ xây hốt ngày hôm nay là họ về thôi. Còn đội khung nhôm cửa kính với cả lợp mái là đội khác. Thì có hai phương án là mọi người chia ra một nửa là giúp chị Dính đổ nền, một nửa đi làm đường. Hoặc là phương án thứ hai là tất cả cùng hỗ trợ chị Dính đổ xong nền thì mình lại quay lại làm đường hết. Thì là tùy các chú, các anh, các chị. Đấy, cho nó ok đi. Thế là mọi người thống nhất là cùng nhau đổ hết nền nhà cho chị Dính, nền sân các thứ cho chị Dính, xong đi làm đường. Hay là ai giúp thì giúp, còn ai làm đường thì cứ làm đường. Còn đạo ông thì đi cứ đi đợt đá hay là gì, nhưng mà bà thì nó cứ đi giúp cô. Thế là phụ nữ là giúp vận chuyển bê tông để đổ sân, đổ giếc, còn đàn ông mình vẫn đập đá làm đường, đúng không? Vâng. Rồi ok, thế thống nhất như thế nhá. Vâng. Cho thứ này trời đánh tránh mình ăn, nhưng mà có mỗi lúc ăn là đông đủ nhất thôi để họp một tí. Thì chắc là anh em ăn uống một chút nữa rồi nghỉ ngơi rồi để tiếp tục công việc vẫn như kế hoạch thôi các bạn ạ. Và có lẽ là video này thì Long xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn cô Mỹ Linh đang sinh sống tại Mỹ đã gửi tất cả món quà cho bà con. Hôm nay là mỗi gia đình 11 gia đình làm đường, là mỗi gia đình được 300.000 đồng tiền mặt, cũng như là mấy hôm nữa đến phiên chợ thì cháu Long sẽ mua chăn để cho bà con có chăn đắp trong mùa đông. Xin cảm ơn toàn thể quý khán giả đã theo dõi video. Xin chào và gặp lại tất cả các bạn ở những thước phim gần nhất. Xin chào.